Dạo này em hơi yếu phổi. À phải rồi, lần này chắc là anh cực nhọc lắm mới có thể ra được đây. Không cực đâu, được gặp em còn có hôm sau mà. À nè, tụi mình đi nhà thờ nào làm lễ cưới vậy? Thật sự thì em cũng có chút chuyện nói dối anh. Thầm ra em giả sao? Không sao, tối già nó dùng vậy. Ê, hay là em có xăm mình là người thuộc tố cao đó, ngó thấy càng đẹp mà. Không phải, không phải. Dù em có con cái cũng thành vấn đề đâu, anh coi như là con ruột của mình. Không có phải anh à. Có phải em muốn nói với ba em không? Không phải là đại tỷ phú không? Nếu không phải là tỷ phú cũng là tỷ phú. Ba em đâu có tiền gì đâu, còn nghèo hơn cả anh nữa. Đây là vấn đề rồi, nhưng mà không sao đâu. Anh yêu em không phải là vì tiền. Anh đối với em tốt quá. Dĩ nhiên. Nhưng mà em có chút việc đã dối anh. Chuyện gì? Em nói đi. Chỗ này không có phải là có hai đứa mình đâu. Hả? Dạng má tới đây hả? Yeah! Ngừng tay. Nè anh mập, muốn đánh chết anh hả? Làm anh mất sợi tóc tôi cũng mất đền anh nữa đó nhờ. Cần gì phải lo lắng. Quê anh hùng tức là quê anh hùng. Hẹn chia thảo mộc thương anh đó. Đúng là một thanh niên có tài mà. Anh là thần tượng của tôi đó. Anh mập à. Được rồi, tôi không có bán người tình của cô đâu. Nè. Thôi được. Kia đây hả? Ừ. Anh tên họ gì? Tôi là Hồng Đại Ca. Mình quen thân kêu tên được rồi. Đại ca. Ngoan. Ngoan. Anh là ai vậy? Hy vọng sau này mình sẽ hợp tác vui vẻ nha. Đồ điên, anh hợp tác với anh chưa? Tôi là thiên tử đệ nhất hiệu. Bắt đầu từ bây giờ anh là thiên tử đệ tứ hiệu. Ê miệng. Ai nói tôi làm thiên tử đệ tứ hiệu chứ? Tôi bây giờ ăn đi đã. Anh đã ký hiệp ước với tôi rồi. Coi nè, chữ ký của anh đây, đừng có chối cãi nha. Nè, xem cho kỹ đi. 10 năm sống 10 năm chết, không gia tăng tiền lương, cuối năm có tiền thưởng, lập tức đi làm phục vụ quốc gia. Anh hiếp tôi ha? Phải rồi, tôi có ý làm vậy. Tội Nhật đang truy nã anh, người Trung Quốc không thể giúp được anh. Anh đang bí lối rồi đó. Em cũng hy vọng là anh cùng phục vụ nước nhà. Ok, vậy tuần sau hứa tuần trong mặt sau. Nếu tôi còn sức lực thì tôi sẽ giúp anh. Không được, anh phải lập tức chấp hành nhiệm vụ. Nói chơi hay sao chứ? Tôi chịu thả một lan cũng không chịu đâu. Cổ không có sao đâu, không tin anh hỏi cổ coi. Thả một lan. Nè, xem cho kỹ đi. 10 năm sống 10 năm chết, không gia tăng tiền lương, cuối năm có tiền thưởng, lập tức đi làm phục vụ quốc gia. Anh hiếp tôi ha? Phải rồi, tôi có ý làm vậy. Tội Nhật đang truy nã anh, người Trung Quốc không thể giúp được anh. Anh đang bí lối rồi đó. Em cũng hy vọng là anh cùng phục vụ nước nhà. Thăng Mộc Lan, thiên tử đệ tam hiệu đi chấp hành nhiệm vụ thứ hai rồi. Không được, anh phải lập tức chấp hành nhiệm vụ. Nói chơi hay sao chứ? Tôi chịu thả một lan cũng không chịu đâu. Cổ không có sao đâu, không tin anh hỏi cổ coi. Thả một lan. Thế nhỉ nào? Phụ nữ giống như gió thổi lưng quần trên lòng đèn vậy. Có nghĩa là gì? Tôi cũng không biết. Chứ. Đi về. Nè nè nè, nói tôi nghe đi. Anh biết nghĩa câu đó mà. Tức là sợ gió, sợ kèo cao, sợ phóng bàn tọa, rắc rối lắm, anh không có hiểu đâu. Bây giờ mình đi đâu đây? Tìm lính đầu ngủ tiếp tay. Nè, anh ở đây chờ tôi nha. Nè, anh cần có giúp sao? Anh ăn mặc lam lũ không vô được đâu. Bơ của Pháp đây. Ủa là anh à? Nè, cấp trên có nhiệm vụ. Nhiệm vụ tôi là nghỉ phép. Chú sĩ phòng ra. Vậy tự giải quyết đi. Anh không giúp tôi hả? Để làm gì? Di tình bản đi. Di tình bản hả? Nè, lấy đi. Vì nước vì dân cũng được. Vậy càng đáng đánh nữa. Được rồi, có nhiệm vụ gì? Anh đang nghỉ phép mà. Được rồi, tôi nghỉ đủ rồi. Ừ, nói nghe được đó.
bộ đồ võ nữa. Này giao cho anh đó, tôi xuống dưới chờ anh. Anh Mập à, cứu với anh Mập ơi. Mắc kẹt rồi đây nè. Mập ơi, Mập ơi. Anh không gạt tôi chứ? Nếu gạt anh là thằng chó, tôi là con chó. Chạy đi. Anh Mập ơi, nhiệm vụ gì anh làm được rồi nha. Việc này không phải nhỏ. Thân phận tôi bị bọn phản bội dịch trần rồi. Bọn Nhật bổng nhận mặt của tôi cũng dễ như là trở bàn tay, cho nên mới tìm đến hai anh. Nhiệm vụ này là gì? Hai anh có nghe chúng ta có số tiền cứu quốc 500 tỷ để trong ngân hàng Thụy Sĩ. Có nghe? Chưa nghe. Hai anh nghe đây. Người duy nhất biết mật mã trong ngân hàng này có biệt hiệu là Thần Tài. Anh ta rủi ro bị bọn Nhật bổng bắt giam rồi. Rất may là bọn Nhật bổng chỉ biết ảnh là Thần Tài. Nhưng trong số đặc vụ của bọn Nhật Bổn có một ẩn giả tên là Hezedeki. Chỉ có đó đã từng gặp mặt Thần Tài. Mình phải cứu Thần Tài trước khi Hezedeki dẹp mặt ảnh. Thần Tài bây giờ ở đâu? Ở trong trại tập trung 732 hồi trước đó. Nói sao? Bởi vì anh rất quen thuộc chỗ đó, cho nên tôi nghĩ anh và La Sâm đi cứu anh ra đi. Tôi cực lắm mới chạy thoát được mà. Anh lại kêu tôi trở vào nữa. Tụi mình phải lập tức cứu cho được Thần Tài, tuyệt đối không cho số tiền này lọt vào trong tay của người Nhật. Được nghe tôi. Thảo Mộc Lan đã trá hình trà trộn vô trỏng rồi. Nếu như anh không vô trỏng, có lẽ cô sẽ bị dâm tặc Nhật chọc ghẹo, thả dê, lợi dụng, thay nhau cưỡng hiếp. Anh nghĩ kỹ đi. Ra nét buông tôi vậy? Tôi làm sao biết ai là Thần Tài? Ám hiệu hỏi nhau là Dạng Lý Trường thành Dạng Lý Trường, đồng tâm hiệp lực đắp non sông. Các anh nói câu trên, người nào đáp được câu dưới thì người đó là Thần Tài. Anh à, Thảo Mộc Lan biệt hiệu là người trăm mặt của Võ Dược Quá Trà. Lần này có xuất hiện dưới hình dáng gì? Không biết đâu. Nhưng cậu có nói cho tôi biết, anh hôn cậu làm cho cậu có cảm giác khác lạ. Nếu anh hôn người nào có cái cảm giác đó thì là cổ rồi. Không ngờ anh bay bướm như vậy. Nè, có rảnh dạy tôi nha. Nè, tôi có đi mạo hiểm, anh ngồi hút thuốc sao? Tôi chờ ngăn cản Hedeki không cho vô trại 732. Mình có công việc khác nhau, hy vọng sớm gặp được Thần Tài. Vô nữa kìa. Quan anh lên trước. Nè, ngồi xuống đi, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Lên, 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 mau lên đi. Nè, quên hùng kìa. Phải, đúng rồi. Cánh cửa đó hồi trước là cửa cây. Vì đây hướng từ trên mặt sau. Sáu đứa đội phi hổ từ đâu tới đây hả? Phi hổ Thượng Hải Giang Tồn, tên ngựa đỏ. Phi hổ Tân Hội Quảng Đông, tên chuồn chuồn. Phi hổ Quế Lâm Quảng Tây, tên mới ngột. Phi hổ Ninh Ba Tiếu Sang, tên bướm bướm.
Phi hổ Tây Nam Sơn Đồng tên Bào Ngư. Kokomochi, Kokochi. Tại sao lùi vậy? Trước đây tôi cao giống như các anh vậy, nhưng tôi bị người ta đánh đập, bị hổ lô cắn nên tôi lùn vậy thôi. Nè, âm hiệu này tôi không biết. La 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 la, cùng nhau ca đi. La la la, anh biết tôi không biết. Em biết. Muốn hơi gì thì giơ tay lên. Thằng này, thằng mặc áo xanh, ra đây. Ra đây. Sợ gì vậy? Đã quá ha. Mày biết chuyện của mày rồi, lần sau mày trốn nữa, tao cho người kiên sát của mày ra đó. Thủ trưởng chủ nghĩa rất cao cường, đã một cái danh ra tám trượng. Thủ trưởng đúng là thiên hạ vô địch, chỉ hơi gió cũng làm kinh mạch của nó bay rồi. Tất cả những người ở đây phải tuân theo nội quy, không được phạm sai lầm. Trong trại tập trung 732 này, chỉ có người chết mới ra khỏi nơi này. Thiếu tá Kino. Dạ. Xếp đặt chỗ cho chúng nó. Dạ. Bây giờ nghe tôi xếp đặt đội phi hổ vào trong trại C, hiểu chưa? Dạ, hiểu rõ. Đội phi hổ được dựng vào trong trại C. Chúng tôi là sĩ quan cấp A, không ở được chơi đâu. Được. Tao chịu tụi mày. Tụi mày muốn vô ở trại hả? Nhưng chúng mày có tài gì không? Qua đánh ngã tụi nó vô ở được rồi. Sao là quý vị? Sắp xong rồi. Xong chưa? Còn bán còn phê nữa mà. Bán xong chưa? Ê nhà mày. Sau khi ra khỏi đây, thêm nhiều nữa canh gác. Mấy thằng lính canh theo dõi không cho mắt. Bên ngoài có chung để lo nữa. Nếu trốn chạy như anh lần trước sẽ chết tôi liền rồi. Thế thì sao? Nè, bác còn đâu? Thế anh thiệt khổ lắm. Từ ngày anh chạy thoát ra, anh bị bọn nhiều bọn bắt đi đánh cả ngày cả đêm, đánh tới khờ người luôn. Bây giờ anh tối ngày cứ tưởng mình là con nít đó. Trên chợ chỉ có má tôi là người tốt nhất. La la. Đúng là bị kịch trên trần gian. À, mày thoáng khua giả. Anh thương ảnh là con nít cũng sao, mà khổ nhất là anh tưởng tôi là má của anh mới chết chứ. Uống sữa hả? Cho bố uống sữa. À, tới đây, tới đây. Cho bố sữa hả? Tình hình này có lẽ tụi nhà bố nó biết thằng Tài ở trại 732 này. Tụi mình phải ra tay trước. Ê, anh lại vậy? Sao giống cầu thủ bóng đá quá vậy hả? Nói cho anh biết được không? Anh có thể nói. Thiên từ đệ nhị hiệu. Tôi kêu nói tên mà. Có gì nó thẳng đi. Chúng tôi đây rất là trọng nghĩa. Được, tôi mình là người Trung Quốc, để tôi nói ngay nha. Nhiệm vụ thiêng liêng của chúng tôi là đến đây cứu thần tài. Còn nhiệm vụ của mấy anh là đừng sợ gian nan nguy hiểm, chết cũng không sợ. Hiến thân vì nước, đồng tâm hợp sức, hoàn thành nhiệm vụ. Anh nghĩ sao? Nghĩ sao hả? Nè! Cứu được thần tài, ngàn tỷ mỹ kim. Các anh được 1/10, nghĩ sao? Chúng tôi sẽ cứu gian nan. Có thể không? Lòng người xấu như vậy đó. Được, để quan ngành mấy người bạn mới, tôi quyết định mời các bạn thịt bò kho, dầu nước ngọt. Bây giờ bắt đầu nha. Anh sao còn chưa sửa đổi thói quen ăn cắp đồ hả? Có bằng cấp làm sao có ăn chưa? Tự nhiên, qua đây đi, qua đây đi.
Thầy vô mau đi nha, xếp hàng đi hả, hướng ra về má của tụi thanh niên kìa. Ôi trời, chịu gì nổi. Wow, đứa nào nó nói đẹp như tiên chị. Đừng dòm. Bộ điên sao đứng trước mặt mà không dòm. Chị là đo. Cái dai bự. Cứ cho như là đồ cối. Đồ bò hay đồ heo. Như vậy sức khỏe bị cám dỗ. Người thích thời mới á là Tuấn Kiệt. Được hưởng phúc sao không hưởng hả? Có trường kêu cổ cưỡng hiếp tụi bay. Cậu không uống nước làm sao mà đè đâu được. Ôi da, cổ tôi rất là mềm, lại cắt nó thì dễ bị đè lắm đó. Anh hẹn nhé. Anh nói đúng. Ai cũng xài chứ. Nhát chỉ là khuyết điểm nhỏ thôi mà. Mà đứng yên, đừng khác ngữ gì, xuống lên. Đứng lên, đồ có khác cũng nha. Đứng yên, đừng khác ngữ gì, xuống lên. Đứng lên, đồ có khác cũng nha. Xong xuôi rồi, không còn cãi nữa. Nè, anh Lâm à, tụi mình không đi tìm thần tài hay sao? Cần gì phải đi tìm gấp như vậy? Tìm gặp thì rất hay, cả đời không phát tài chết còn hơn. Bây giờ, sao đó anh chuối? Gì vậy chứ? Chắc là bò kho hồi hôm có anh Sơn làm không được sạch đó. Nó bậy tạ nó quá no thôi. Miệng đi. Dạng lấy trường thành, dạng lấy trường. Là nước, là non, là. Tôi nói có đúng không? Dạng lấy trường thành, dạng lấy trường. Anh nói cái gì? Ở đây chỉ có ruột gà, ruột vịt. Ăn món nào? Gì cũng được. Dạng lấy trường thành, dạng lấy trường. Anh bạn, ráng đi học đi. Dạng lấy trường thành là chỉ có 7.650 lý à. Từ Gia Du Quan tới Sơn Hải Quan là chỉ dài có 594 lý đó thôi. Nè, từ Quảng Châu đến Bắc Kinh đã có 696 lý đó. Dạng lý trường thành, dạng lý trường. Chụp tướng tù đó hả? Y sĩ đâu? Ở đây nè, ở đây nè. Ngồi đi. Muốn lấy thuốc gì? Nguyên quế hay là ký phẩm vậy? Nói đi. Tôi đau bụng. Không có thuốc đâu. Tôi họ thở tự chưa có đem tới. Tôi đau bụng chứ đều muốn tắt thở đây. Thế anh làm ơn cho thuốc gì uống đỡ đi. Không có thuốc làm sao cho anh chứ? Chuyện gì vậy? Chào thiếu gia. Thuốc của Hồng Tập Tự anh đã dùng hết rồi. Còn thuốc khác thì để lại cho binh sĩ dùng. Thằng này đau bụng tôi đâu có thuốc cho nó chứ. Hiệp ước Geneva quy định không nên bạc đãi tù binh. Có bệnh thì phải trị. Dạ. Nhưng mà mình đã hết thuốc rồi mà. Phải trị cho bằng được. Dạ. Nhưng đâu có quy định trị hết đâu. Dạ, tôi biết. Thiếu ta, anh đừng đạp vô chúa nha. Ê, kiếm thuốc gì cho nó cũng được. Dạ, biết rồi. Hai cổ thuốc này. Trời ơi, thuốc giờ bự như con mắt ngựa vậy. Nè, anh uống hết một lần à? Tôi uống nhiều mau hết đó, không phải đợi tới ngày mai nữa. Cả tháng rồi tìm không được thằng Tài. Làm biết ai là tháng một lần, anh Mập có nói gì với anh không? Anh Mập à, nói khi anh không có cảm giác đặc biệt mà. Anh chú già Hương. Tháng một lần, sao biến thành chú già Hương được? Kìa, cổ cũng cười duyên với anh nữa đó. Chẳng lẽ là cổ? Hả? Quà, lẽ nào là cổ sao? Hình như là cổ mà. Thì sao? Để Tam Hiệu không thể dễ dàng lộ diện đâu. Nếu anh không thử dùng phương pháp này, cả đời cũng không biết nữa đó. Bắt đầu từ ngày này đi. Không sao đâu. Ngó ngang ngó xuôi anh đâu có giống thăm một lần. Lần này khổ quá. Không lẽ phải hô thiệt sao? Nếu là cổ tổ quyên mấy, nếu không tôi sẽ bóp cổ anh đó. Tôi ngoài biết được tôi còn bằng mũi gì nữa chứ hả? Không tôi hôn nha. Đông quá.
Ai đó? Sao lại như vậy? Anh muốn sờ bó tôi hả? Mấy không, tôi sợ anh lệnh cho nên qua đây đã báo cho anh mà thôi. Xin lỗi nha, làm anh ngủ không được. Ngủ ngon ha. Không ngờ anh rất quan tâm đến tôi, cảm ơn nha. Không có gì. Tại sao anh rờ cái ngực tôi, cả thân tôi nó mềm dũng hết vậy? Xin chào. Chào thủ trưởng. Con nhỏ là khá đẹp. Dạ, tôi tham mặt anh em binh sĩ tặng cho thủ trưởng. Báo cáo thủ trưởng. Chuyện gì? Điện thưởng. Xin chào thủ trưởng. Xin chào thủ trưởng. Thiên hoàng muôn năm. Ông là cha của tôi. Ông cha dạ tế. Cha của tôi qua đời rồi. Chết rất oanh liệt. Dạ. Cấp trên cho tôi tới đây bởi vì để nắm được tin rất tin cậy. Nói là người Hoa ở hải ngoại có nguyện được một số tiền để đối phó với hoàng quân. Số tiền này là do một người có biệt hiệu là thần tài phụ trách. Người có tên này không may bị chúng ta bắt vào trại 732. Tìm được thần tài thì Trung Quốc chết chắc thôi. Nhưng tới bây giờ chúng ta chưa biết nó lại. Tôi và anh Bôn sẽ dùng đủ mọi kế kiếm được thần tài, kêu nó khai ra mật mã mà. Tới chừng đó nếu Trung Quốc đã nghèo rồi sẽ càng nghèo thêm nữa. Đại đế quốc Nhật Bổn như cọp có cánh rồi, muốn làm gì không được. À, phỏng tay rồi. Ngay, ngồi ăn luôn nha. Các vị đàn bà mà, các vị thấy thức ăn ở trên bàn này đều là của các vị đó hả? Không biết có ăn mua gì không đây? Người ta nói kẻ thất thời là Tuấn Kiệt. Bởi vì mình phải mau nhận người chủ tương lai của chúng ta lại nha. Hoàng quân Nhật Bổn. Là Hoàng quân Nhật Bổn. Đó là sai. Dù các vị trong phục cũng không có nào sửa đổi vận mạng được đâu nha. Làm việc cho hoàng quân ha. Hoàng quân cần các vị biết tin tức điều tra ai là thần tài đó. Nè, anh đoán ai là thần tài vậy? Kệ mẹ đó. Ai muốn làm mật thám cho hoàng quân thì làm ám hiệu một chút cho tôi biết. Làm ám hiệu cho tôi biết chút đi. Bên trái có 5 người. Bên trái có 5 người. Bên mặt cũng có 3 người. Cảm ơn các vị làm ám hiệu tôi đã thấy rồi. Ha, làm việc cho hoàng quân là rất vinh hạnh đó. Hoàng quân không bằng đãi các vị đâu nha. Nếu ai được tuyển làm kẻ chỉ điểm tốt nhất thì tử phẩm ngoài những món ăn ngon này ra còn có cái đẹp nữa, cổ sẽ cùng anh tăng gió mỗi đêm, sau mỗi đêm bảo đảm anh sẽ phục lăng. Còn thưởng tiền bạc nữa, trả 10 triệu bạc tất cả cho anh. Còn hai món đồ chơi nữa là một chiếc xe đạp hiệu Honda mới nhất. Thưởng phẩm vàng là tiệm kim hoàng tà không hết tiền thưởng cho một cái kim bài tại vì điểm bạc vàng 24. Làm gì điểm có lợi như vậy, làm thử nha hả? Nó thử nhiều như vậy chắc là chưa tìm được thần tài đâu. Phải đó. Còn ai muốn ám hiệu nữa? Có hay không? Có hay không? Tụi mày đừng nghe nó nói. Nó muốn làm loạn quân, đồ hán gian tài xài. Chúng ta đều là những phần tử yêu nước. Tụi mày đừng có mong ly gian được bọn tao. Trung Quốc nhất định cường. Trung Quốc thắng lợi. Trung Quốc thắng lợi. Không được nói. Trung Quốc thắng lợi. Vậy đánh người Trung Quốc hả? Đánh người. Đánh người Trung Quốc. Đánh nó lại. Đi đi Anh nó đánh nó thúi kìa. Quá đi là anh hùng. Đồ ăn ngon vậy. Thiệt là thơm quá ha. Đừng hấp tấp như vậy. Từ từ ăn đi. Ta ăn xong qua làm việc nữa nha. Là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Hưởng thụ tối cao. Khỏi hỏi. Ăn nó là muốn dâm dục. Cho mày một cái đẹp nha. Cảm ơn anh Peter, anh Bon. Bây giờ mày biết làm hán giang có lợi gì rồi? Biết chứ, từ nhỏ tôi đã tập làm hán giang rồi. Chỉ tại ba tôi ép tôi học sách thánh hiền thôi.
Trong sách Thánh Hiền có nói quân tử bất lập quy tượng hạ đó mà. Nói rất đúng, chân lý chân lý. Ê da, ê da. Sao nhỏ quá vậy? Lãm loài này ra để lớn đi. Ê da, ê da, ê da. Trời ơi, nó bị đánh á, là tắt tiếng kìa. Quá tao là anh hùng. Mày làm việc cho tao, tụi tao giữ mặt cho mày mà. Trong cặp mắt của chúng nó, mày là anh hùng đó. Hai vị đề bạc tôi như vậy, tôi sẽ an tâm tự lực, dù chết cũng không sao. Yeah, yeah. Tụi mình cùng phú quý, đừng nói tới chữ chết nha. Nếu ngày nào đó, mày biết ai là thần tài, dù nó nói mật mã, mày sẽ làm sao? Có phải lập tức báo cáo hoàng quân không? Phải, lập tức báo cáo, nhưng không phải báo cáo thủ trưởng hoàng quân, mà là phải báo cáo cho nhị vị sư phụ. Mày thông minh thiệt, tụi nay mày là trò tụi tao. Cảm ơn, cảm ơn. Yeah, yeah, yeah. Sao đến thanh vậy? Bị đánh ngất đâu có lại được nữa chứ. Tôi để nhịn hết 3 năm, heo nái cũng giống như điêu thuyền. Ôi trời ơi, nó la nữa rồi kìa. Chắc là đánh nó tỉnh lại rồi lấy nó ra. Thằng này la ghê quá. Lát nữa cho nó la một lần nữa, nó còn la hơn nữa. Cho nó một con nữa. Đập nó một trận. Nó la thất thanh kìa. Ây dạ, chắc là Thiến Anh rồi. Chắc là Thiến Anh rồi đó. Quá là anh luôn. Anh giỏi ăn cắp á, sao không giỏi bằng thằng Thúi đi? Bộ anh không ăn sao? Lần nào anh cũng ăn nhiều. Anh giỏi ăn cắp á, sao không giỏi bằng thằng Thúi đi? Bộ anh không ăn sao? Lần nào anh cũng ăn nhiều. Trời ơi, thiệt là tội nghiệp quá đi. Tôi biết anh ghét tôi, bây giờ anh là thần tượng của tôi. Hồi nhỏ là cấp sự của má tôi, lớn là cấp rượu của tôi. Tôi tha thứ cho anh. Từ nay về sau, nếu anh gặp tất cả thứ nước trong mình của tôi sẽ cho anh uống hết. Bảo đảm như vậy sẽ tốt hơn. Phải rồi, anh thích uống cái gì nói đi. Nói đi, tôi lấy cho anh. Anh thôi rất là anh hùng, tôi khâm phục anh. Đừng khen thưởng tôi, chỉ có một mình tôi chết là có thể kêu gọi 1 triệu người Trung Quốc thất tỉnh. Đừng khoa trương tôi. Tôi một người chết có thể hoan nghênh hàng vạn vạn người Trung Quốc là biết. Hoan nghênh hàng vạn vạn người Trung Quốc dùng được đến bạn không? Dùng điện thoại là được rồi. Anh có phải là người không? Anh đang nói đùa. Sao nó ẩu quá vậy? Tôi cảm thấy thằng Thúi này rất là khả nghi, đừng có tin nó quá nha. Nhưng mà lúc này anh tụi nó là anh hùng mà. Anh nói ra như vậy tụi nó tưởng anh là phe Nhật Bụng đó. Tôi chửi anh rồi. Ờ má, má về rồi hả? Sao cả mình má hôi bùi đùi heo đùi gà vậy hả? Ờ, mấy thằng Nhật mắc dịch đó, nó ăn hiếp má rất là khổ sở. Nó lấy đùi heo đánh má, nó lấy cánh gà chích má nè. Má đi cho con bú nha, hả? Ê, chuyện này không phải đàn ông làm đâu, để tôi làm cho. Anh ngồi đây nha. Đi. Ông Vinh Muối, theo tôi nghiệp cho anh. Dù cho chúng nó ép buộc, đánh đập tôi không khuất phục đâu, người Trung Quốc muôn năm. Nếu cái giới này tới nữa rồi, anh là một Vinh Muối, đội cái họ xin kính chào. Đừng nói như vậy. Đừng có sao, anh Hùng. Nếu có gì cần anh em chúng tôi, ai không tôn trọng anh cho chúng tôi biết, chúng tôi lập tức tiếp anh, nhất định như vậy. Cảm ơn nhiều. Nè ông Vinh Muối à, đi ra tản bộ với tôi. Nên ngồi như vậy hoài vết thương không có lành đâu. Tôi chỉ đi được 1 chân thôi. Ngồi lâu cũng vô ích. Ra ngoài tản bộ đi. Ê da, nè làm sao chứ? Chân trái tôi sẽ bị nó đánh què. Anh đừng có lo, chờ chân anh lành lại rồi chúng tôi cùng anh trốn ra khỏi đây. Trốn cách nào chứ? Mình sẽ đào đường hầm. Nè anh Sâm. Ê, anh Thúi bị đánh về chúng mình, tại sao cũng cho anh biết chứ? Phải rồi, vì các bạn tôi chịu khổ rất nhiều. Nè, đường hầm đó ở đâu vậy? Là đường hầm anh quên hôm đào hồi trước. Không phải bỏ rồi sao? Khi bị Nhật bắt, chúng mình quyết định đào đường nó lại. Dù cái gì không nói cho tao nghe được sao? Không chịu nói cho anh Peter biết hả? Hả? Nói mau. Buông ra, hắn già tay sai. Đội sống còn ngu hả? Bắt nói gì? Bắt nói gì? Đường lại. Đường đánh anh nữa. Muốn đánh đánh đây nè. Anh đánh tôi đi. Vô lý. Tao đánh nó mới gì tụi mày. Giận cái gì? Đường lại. Anh Hùng, lại làm anh khổ nữa rồi. Anh bị thương như vậy làm sao chịu nổi bộ tay sai đánh đập chứ? Một mình tôi làm, mình tôi chịu. Coi chúng nó làm gì được tôi. Hang giang, tay sai. Dẫn đi. Hang giang, tay sai. Tao không sợ tụi bay đâu. Tụi bay lấy đồ heo đánh tao đi. Lấy cánh gà chích tao đi. Tao không sợ tụi bay đâu. Tao không sợ tụi bay. Tránh ra, coi gì. Hồi nãy nó bị thương chân trái mà. Sao bây giờ tao trông mặt vậy hả? Nè. À, ý à. Có thấy gì lại không?
Tụi nó đào đường hầm ở trong trại, gia đình chạy trốn theo đường đó đó mà. Đào đường hầm có ăn thua gì mình đâu, trốn hết cũng không sao. Quan trọng nhất là tìm được thằng Tài. Hi da, tôi sẽ tìm được nó mà. Ừ nè, chúng tôi đâu có thời gian đâu. Nếu thằng ăn nó tới rồi sao này chứ hả? Nó đó, phải tìm cách đi. Hi da, cho tôi ăn đi, ăn xong tôi sẽ có cách mà. Khỏi vậy nữa. Tổ trưởng, nếu như mà tìm được thằng Tài trước ngày sinh của Thiên Hoàng, chỉ có một cách thôi. Thủ trưởng nhân tử tụi bay như vậy, tụi bay còn muốn đào hầm bỏ chạy nữa hả? Bây giờ hầm mới lấp lại rồi, thủ trưởng không thể nào nhờ nhẫn lại được nữa. Tụi bay ai là thằng Tài, mau ra đây đi. Nếu không chịu ra thì trong 5 phút đồng hồ giết chết 2 người. Bây giờ bắt đầu tính giờ nha. Khỏi phải hỏi, tao là thằng Tài đây. Tao là thằng Tài đây. Tài đi. Tôi là Tài đây. Tôi là Tài đây. Tôi là Tài đây. Chúng tôi là Tài đây. Chúng tôi là Tài. Bây giờ trời trời tranh nhau đi chết à? Thiệt là. Im lặng đi. Im lặng. Tụi mày muốn dẫn chạy với tao hả? Lính đâu? Bắn chết ở phi hậu đi. Dạ. Không được đâu. Khoan đã. Chúng nó có phải là thần tài là chúng mình đây. Khoan đã. Mày nói mày là thần tài, vậy mày cho tao biết tiền đó để ở ngân hàng nào, có bao nhiêu? Ngân hàng Tỷ Sĩ, 5 tỷ 38 triệu Mỹ Kim. Wow. Tiếp tờ. Dạ. Dẫn tụi nó về bộ tư lĩnh. Dạ, dẫn cái gì? Dẫn gì bộ tư lĩnh? Dạ. Dạ tớ. Về sau chỗ này xin giao lại cho cô. Tôi biết rồi. Ê, đừng đánh tôi, đừng vợ tôi. Con ngựa tôi rất là dễ quên. Pha cho tôi một bình trà thơm tôi uống, tôi sẽ nhớ lại. Trí óc tôi làm việc tốt hơn nhiều. Mày ngoan ngoãn nói cho tao biết thì muốn gì cũng được. Mày khỏi nóng nảy nha. Không thả nói nha. Tụi tao chăm chú nghe đây. Mật mã tuy rằng rất là dài nhưng mà dễ nhớ. 43420 024 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
4-3-4-2-0-0-2-4-4-2-0-0-2-4. Thủ trưởng à, mật mã tôi là dài nhưng mà dễ nhớ vô cùng ha. Vậy tụi bay đã ghi nhớ rõ ràng rồi hả? Nhớ rõ ràng rồi. Kéo ra bắn bỏ. Nè, khoan bắn đã. Khoan đã nha. Thủ trưởng à, khoan bắn đã. Nếu đuổi nó dốc thì sao? Phải rồi, vậy là mất thằng Tài đó. Khoan bắn nó đã. Không phải là bắn nó, mà là bắn hai đứa bay. Hả? Sao vậy? Tại sao phải cho nhiều người biết được mật mã vậy? Tụi bay lúc nào cũng nói là hy sinh vì thiên hòa. Đây là cơ hội tốt nhất của tụi bay. Giải tụi nó ra. Dạ. Thủ trưởng à, đừng giết tụi nó mà, thủ trưởng. Thủ trưởng à, đừng giết tụi nó mà, thủ trưởng. Thủ trưởng à, thủ trưởng. Thủ trưởng. Lính đâu? Chứ. Muốn biết được mật mã này thì hay là giá cũng mau thôi. Đem đi đến cục tình báo, cấp tốc. Tao nghĩ bây giờ người trong trại rất là ghét mày đó. Tướng quân, những lời ông nói hồi nãy. Mày đừng lo, tao không phải là kẻ không giữ lời hứa đâu. Nếu không thì sau này có ai chịu thú nhận với tao nữa chứ. Như vậy tao sẽ tổn thất lớn. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả người trong trại này sẽ được ăn no ngủ sướng. Thật ra, người dân bổ của tụi tao không muốn làm cho người Trung Quốc thành kẻ dòng quốc đâu. Chỉ muốn cùng tụi bay kiến thiết và đồng đại đồng á đó thôi, cùng hưởng vinh hoa. Bắt đầu tập trung từ trại 732. Nếu có nhiều người hưởng ứng sự kiến thiết có lợi này của chúng ta, tất cả đều là bạn thân của hoàng quân. Chúng tôi chẳng bao giờ bạc đãi những người bạn thân đâu. Cảm ơn tướng quân. Thank you.
đi sổ ra. Ngồi xuống đi, uống bên tài nữa đi. Tụi ta là bất nhân bất nghĩa, thấy lợi quanh nghĩa, thậm chí bán nước cầu dinh. Nhưng chỉ bán nước Anh và nước Mỹ thôi, nhất định không phải là nước của mình. Các anh cũng biết tôi đến đây tìm thần tài mà. Tôi đâu có biết anh là thần tài. Chỉ nói bậy mật mã để gạt tôi nói thôi. Anh Long à, tôi bảo đảm anh. Im đi, anh bảo đảm gì? Nếu tôi biết nó là hán vàng, tôi sẽ đánh chết đâu. Đi sổ ra. Ngồi xuống đi, uống bên tài nữa đi. Tụi ta là bất nhân bất nghĩa, thấy lợi quanh nghĩa, thậm chí bán nước cầu dinh. Nhưng chỉ bán nước Anh và nước Mỹ thôi, nhất định không phải là nước của mình. Các anh cũng biết tôi đến đây tìm thần tài mà. Tôi đâu có biết anh là thần tài. Chỉ nói bậy mật mã để gạt tôi nói thôi. Anh Long à, tôi bảo đảm anh. Im đi, anh bảo đảm gì? Nếu tôi biết nó là hán vàng, tôi sẽ đánh chết đâu. Thuốc tán mỗi ngày uống một gói nghe chưa? Quay. Còn thuốc nước này mỗi ngày uống 3 lần nha. Cảm ơn nghệ sĩ. Tôi phiền tôi rồi hả? Chờ một lát đi. Dạ bộ đau bụng. Anh này, bộ anh đau bụng hả? Dạ phải, tôi đau bụng quá đi. Vậy thì anh qua đây đi nha. Xin lỗi, xin lỗi nha. Xin lỗi, con lại đi. Xin lỗi nha. Có cảm giác khác thường hả? Chưa có tìm được thần tài phải không? Chưa tìm được thần tài không sao. Bây giờ tìm được người yêu rồi. Mình lại mất thêm 3 tỉnh nữa rồi. Có nhiều chỗ thiếu đạn dược và lương thực. Nhưng mà tìm không được thần tài để lấy số tiền cứu nước đó, thì tụi mình có lẽ sẽ bị mất nước. Anh đã tìm khắp nơi rồi. Có phải thần tài không bị bắt vô đây không? Không có. Có phải là chỗ nào anh cũng tìm hết rồi có phải không? Chỉ còn cơ sản lấy nhược và bộ tư lệnh vào chỗ hành hình đó thôi. Tìm cơ hội vào chỗ hành hình xem thử coi. Chuyện gấp như vậy sao tìm anh mập thêm tối điện giới hiệu tiếp ta chứ? Anh phụ trách ngăn cản hay đi khi không có chỗ vô trại này. Ồ. Chơi nha. Nó thả ra. Các vị, các món ăn ở trên bàn này là bản thân của các vị. Anh La Sâm tặng cho các vị đó. Các vị phải cảm ơn anh. Anh nói cho chúng tôi biết mật mã rồi. Nếu đúng sự thật như vậy, các vị sau này sẽ được ăn no mặc ấm. Ai dám ăn? Thằng nào dám ăn tao sẽ đánh người đó. Người phản bội nước nhà như vậy,
chúng ta không ăn đâu. Không ăn đâu, không ăn đâu, không ăn đâu, không ăn. Nếu có cơ hội đánh lộn mình có thể được cảm động. Không ăn, không ăn đâu, không ăn, không ăn, không ăn, không ăn, không ăn. Đem đi hình hình. Dạ. 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 Ê, chèo rào quá, rào quá, rào quá, rào quá, rào quá, rào quá. Vô đi, vô đi, vô đi. Hả, vô. Hả. Vô đi. Dạng Lý Trường Thành, 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 dạng Lý Trường, 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 dạng Lý. Ê ê da, mệt quá, mệt quá rồi. Đồng tâm hiệp lực đắp non sông. Thằng Tài, thằng Tài à, mà má là cái gì vậy? Mà nói đi, mà nói đi. Thằng Tài, thằng Tài. Tôi bây giờ vô trọng gạt tụi nó nói tất cả ra. Lát nữa ở trọng nếu có xảy ra chuyện gì, các người cứ mặc kệ nha. Tôi là cứu các anh mặc kệ đi, khỏi vô kế đó. Chạy lên, chạy lên, chạy lên. Bọn Nhật Bổn mắng dịch, tụi bay sẽ chết phơi đây, đồ khốn nạn. Đồ Nhật Bổn, đồ đầu trọc. Ủa, Quý Anh Hùng, anh cũng bị tụi nó bắt ở đây à? Bọn Nhật khốn nạn, nó cái nói tôi biết thằng Tài ở đâu, ai mà biết được chứ? Anh cũng không biết mà. Anh có biết không hả? Biết à? Chắc anh biết đó, nói cho tôi biết đi. Tôi không biết. Tôi biết là nó bắt anh trước, rồi bắt tôi sau. Nhưng tại sao anh vô đây trẻ hơn tôi vậy? Hả? Hay da, tôi bị Nhật Bổn đánh đập và ép tôi khai, đánh chân tay tôi. Hay da, tóm lại rất là khổ mà. Nhưng mà tôi ngửi thấy mùi xì gà và mùi màu người của anh đó. À, phải rồi, chúng lấy xì gà châm tôi, lấy dãy cá khô cạo tôi, nhưng tôi không có chịu khai đâu. Tụi nó còn lấy nó quanh nó mày nữa kìa. Dẫu xuân vậy sao vậy tính đi. Hả? À, thiệt là thê tuyệt luôn đó. Tụi nó lấy móng tay nhéo tôi nữa. Mày là hán giang? Không phải, tôi là thanh niên ơi nước. Vậy tao là hán giang đi, đánh chết mày nha. Đồ chết, đồ chết, đồ chết, chết, theo chết. Ừ. Đánh nữa tao sẽ giết mày. Cứu tôi ơi, cứu tôi ơi. Nè, làm gì vậy? Có người lại cứu bạn kìa. À, nó mặc kệ anh mà. Cổ dục kế đó, quên rồi sao? Thiếu một chút tôi quên rồi. Mày thành yêu nước hả? Tôi là hán giang, sau này tôi không làm hán giang nữa đâu. Sẵn trên mình sửa không có tóc đâu. Nè, nếu anh làm hán giang nữa, tôi sẽ dịch mặt anh ra. Bộ tướng tôi không sợ chết sao? Ba ngày hôm trước, ở bộ tư lệnh có người nói cho tôi biết hắn là thần tài, còn cho biết số mật mã lấy tiền ở ngân hàng nữa. 4 ngày sau là ngày hôm nay, hoàng quân thông qua ngân hàng Thụy Sĩ điều tra mật mã lấy tiền này. Đúng như là sự thật. Thì là giang hùng quốc tế mà. Bây giờ tôi xin thay mặt cái thiên hoàng, xin cảm ơn ông La Sâm là người đại thọ cho tiền khổng lồ này của hoàng quân. Các bạn thân mến, các bạn sẽ được tiếp tục hưởng thụ những món ăn ngon ngày hôm nay. Thiên hoàng quyết định trong đêm sinh nhật của người một buổi tiệc chúc mừng thiên hạ cùng vui với nhân dân. Tất cả những chương trình biểu diễn sao cho các bạn phụ trách. Đây là danh dự của các bạn, giải tán. Đi đi đi. Cần vậy. Dạ. Thảo quên hồng trên này. Dạ. Dẫn thủ tới gặp tàu. Dạ. Ê,
anh đứng canh ngoài cửa nha. Kéo màn cửa sổ xuống. Yeah. Các anh đừng có nóng nảy nha. Không phải nóng nảy đâu, nóng giận đâu. Trách nhiệm của chúng tôi á là thủ tiêu kẻ phản bội. Các anh tin nó là bị lừa đó. Mật mã đó không phải thiệt đâu, tôi chỉ nói bậy bạ thôi. Anh tưởng nó khờ hay là tưởng chúng tôi khờ đây? Làm sao mà tin anh được chứ? Anh thiệt là đê hèn, dám phản bội nước nhà, dám phản bội cả hàng trăm triệu đồng bào. Tôi ghét anh lắm. Đúng vậy, tuy rằng tôi háo sắc, nhưng mà ngoài háo sắc á tôi rất là yêu nước. Bắt bắt trùng bắt hiệu, đánh nó cũng hiệu. Nói đúng, đóng cửa rồi đánh nó đi. Ừ. Đánh nó. Ây da, ây da, đồ khốn nạn, đàn bà không đánh sao? Đồ thí hổ, cản đường lại. Đánh nó, đánh nó, đánh nó. Được, tôi nhớ rồi. Tụi tôi muốn gặp anh. Làm gì vậy? Kêu tôi làm gì? Tôi đâu có gì đáng nói đâu. Đi mau. Tôi không có gì đáng nói đâu. Giờ nói gì bọn tôi lệnh đi. Dạ. Cho tôi đi tắm được không hả? Nếu ông cuộc à, tụi nó đóng cửa làm gì trong vậy? Họ nói đến bạn của anh đó. Tại sao vậy? Không biết. Giờ nói gì bọn tôi lệnh đi. Dạ. Cho tôi đi tắm được không hả? Nếu ông cuộc à, tụi nó đóng cửa làm gì trong vậy? Họ nói đến bạn của anh đó. Tại sao vậy? Không biết, có gì đâu chứ. Thì các bạn đánh thôi mà, cùng lắm mà chết. Ê, đây, làm gì vậy, làm gì vậy? Nè, mở cửa ra, mở cửa ra đi. Chờ chút. Thế ra, không có ai ở đây đâu. Sao chẳng ra, mẹ không thể tả à. Khai mấn à, mẹ anh à. Dừng tay. Đứng gác ở ngoài đi. Hi da. Anh có sao không vậy? Tôi bị người đàn bà đó. Cái này làm sao rồi? Anh phải là hắn gia tôi mà. Anh phải là hắn gia tôi mà. Anh cũng là một phe với nó thôi. Đừng đánh nữa. Hết ra mà. Chạy mũi. Chạy mau đi. Dừng tay. Kéo tất cả dừng tay. Đừng đánh nữa. Quý anh Hùng, tại sao cả bọn tôi giết được cả Giang? Các anh muốn giết anh Sâm? Giết trước đi. Bán nước đầu dình chết đáng rồi. Hãy nghe tôi nói đi. Thằng Tài đã chết rồi mà. Tôi có gặp ảnh. Ở trong tôi gặp ảnh một lần cuối cùng. Cho nên anh Sâm không bán nước gì đâu. Anh không phải là thằng Tài. Anh có chứng cứ gì xác nhận anh gặp thằng Tài? Không có bằng chứng đâu. Nhưng mà trước khi anh nhắm mắt, trong tay cầm có hai lông chim này. Xin coi đi. Có lẽ là mình muốn tìm số tiền đó. Tôi coi lông chim này không phải lông chim thường đâu. Tại sao bọn Nhật đó nói một bả đúng vậy hả? Nó muốn cho tụi mình nội loạn, để chúng mình chiếm giữ lẫn nhau, tìm ra ai là thằng Tài. Làm sao chúng tôi tin anh được? Tôi lấy mạng tôi để bảo đảm. Nếu anh Sâm là hán già thì giết mình trước đi. Sao anh mạo nhận thằng Tài? Anh Sâm không muốn người khác chết quan. Nếu anh không đứng ra nhận thì các anh em bị bắn hết sao? Rớt mày nói sốt. Không có mặt đâu đâu. Anh chưa nói được một mã thì đã chết rồi. Đó nè, trước khi anh chết, trong tay anh có cầm hai cái lông chim này. Anh cam đoan trong trại này không có ai nuôi chim đâu. Anh không có thể nào không để lại mình mối lấy số tiền đó. Anh sao muốn nói là trong bộ tư lệnh có nuôi một chim anh võ. Muốn vô bộ tư lệnh chỉ có em mới được thôi. Có ai đó hay không? Giang Lý Trường Thành, Giang Lý Trường Thành. Tôi không biết đâu. Không lẽ là có một con nữa sao?
Nhãn Lý Trường Thành, Nhãn Lý Trường, đồng tâm im lòng đánh đông sông. Nhãn Lý Trường Thành, không nói nữa. Nói đi. Không nói. Nói đi mà, đừng có răng mắt nói đi. Ai đó? Cô vô đây làm gì? À, không có gì. Hồi nãy có vị trưởng quan đi khám bệnh, ông quên lấy thuốc cho nên tôi qua bên này lấy trộm. Ai ngồi vô trong này mà không có thấy ai? Mặt mạng tôi đắp dài, nhưng mà dễ nhớ lắm. Bụng ba bụng 20. Đừng ông sập. Đừng đánh tôi mà, tôi đánh ngay. Nói thiệt là có duyên quá, lại còn biết nói chuyện nữa. Phải, thế chim này vừa đẹp vừa thông minh. Hồi trước tôi cũng có nuôi một con. Báo cáo thủ trưởng, lồng chim làm xong rồi. Tay cái lồng chim mới cho nó đi. Dạ. Cẩn thận nha, nó mất một chiếc lồng tôi giết mày đó. Dạ, thủ trưởng. Thuốc đèn ta trời, để tôi ra giùm cô. Ờ, tôi gặp ổng thì tôi mới nhận ra được ổng, để lát nữa tôi tìm. Khoan đi đã. Đem lại chúc mừng tuổi của Thiên Hoàng, cô không tới khiêu vũ có được không? Dây quần áo để tôi chuẩn bị giùm cô. Cô còn suy nghĩ gì nữa? Dạ được, cảm ơn thủ trưởng, tôi ra ngoài làm việc. Ừ. Kino. Dạ. Mấy anh cảnh giờ đi đâu? Có người vô đây cũng không biết. Chúng tôi lại ra ngoài làm việc. Sau này phải tìm số cần về cảnh giác bộ tư lệnh. Ai là khỏi cường vị lập tức bắn bỏ. Dạ. Tại sao tụi nó lại tới đây? Em thấy tạm thời chim anh võ này không có dễ gì lấy ra được đâu. Thời cơ tốt nhất là phải chờ tới tối làm lễ chúc mừng thì chúng mình mới ra tay. Để khỏi phải liên lụy tới những người khác, tụi mình phải tìm cách đưa một số người trốn ra trước. Ờ, em nói rất đúng. Còn nữa, hồi nãy ở ngoài em có thấy tay sai của Tam Hổ Quang Đông. Bọn á ôm này rất là thích giết người. Chúng nó xuất hiện không phải là chuyện tốt. Các anh phải cẩn thận. Em biết rồi. À, thằng rắn à, tụi bị đứng đây làm gì vậy? Thì cảnh gác. Cảnh gác à? Bữa nay không có mưa gió cần dịu canh gác chứ hả? Ây da. Không được. Không được. Nè, chạy nhau nữa mà. Ai cho cậu nó nghe được hả? Được, nói nữa. Có ai đề nghị gì tốt hả? Vô ta lo chút đi. Hey, thương nữ đâu có biết hận. Mất nước sau nhà lại có trồng cây bông cúc. Bên sông nghe cả bài hát bông cúc đó mà. Tôi thích bông gì cũng được, mặc kệ ở bên sông hay ở sau nhà. Im đi. Hồi trước tôi khúc vàng lén chở heo lên Thượng Hải, có rất nhiều kinh nghiệm. Tôi nghĩ lén chở heo và lén được người trốn vẫn là thôi. Anh lén làm cái nào nói ra nghe coi. Cách này đơn giản. Trước tiên là phải chia heo đực và heo cái ra. Heo đực sẽ không nhảy được heo cái. Tránh khỏi sự hỗn loạn gì ghen tường lẫn nhau. Quan trọng nhất là đừng cho chúng ăn no. Bởi vì khi ăn no, chúng sẽ đã trên đường, dễ bị người ta theo dõi. Người khác nói. Tôi chưa nói tới chỗ quan trọng mà. Người khác nói. Tôi mong rằng các bạn trình bày của tính chất kiến thiết thì trước khi phải suy nghĩ, trước khi nói. Quan Hùng, chúng ta làm em thắc chế chúng nó được không? Anh nói rõ đi, tụi mình ngồi yên, chúng nó dám giết mình không? Người khác nói. Ờ, Quan Hùng à. Hai bông quần à, coi cái gì hả? Con chơi, không muốn chở. Nè, để mấy chú nói chuyện đi hả? Lên giường bú đi. Lên giường bú đi. Ê, đừng suy nghĩ gì nữa, mở đường mắt xong ra đi. Chạy máu uổng lắm, cho hồi hồng nó tự tốt hơn. Đừng khép nói. Tự do tài chính chết. Muốn xuống hả biết hay không? Muốn biết là ngủ sớm đi nha. Đúng như vậy rồi, không ai muốn chết sớm đâu. Im đi. Chạy ra đi được không? Nếu các bạn không có đề nghị gì hay, tôi đề nghị anh Sâm có toàn quyền tổ chức cuộc hành động này nha. Im đi, chúng tôi đâu có tin ảnh. Tại sao các anh không chịu tin ảnh chứ hả? Kẻ phá bụi là người khác mà. Muốn bắt buộc tôi nói ra hay sao? Nói ra đi, chúng tôi giết nó. Chúng mình đừng có nói chuyện này nữa. Hãy nghe anh Sâm trình bày đi. Im đi. Anh khỏi nói. Nghe nói đi. Đừng cãi nhau nữa. Nghe nói đi. Lần này mình kiếm thần tài, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực thì mới có thể thành công. Toàn bộ kế hoạch hành động tôi sẽ giải thích rõ ràng cho các bạn biết. Đầu tiên mình phải tìm cách đưa các người trẻ tuổi có bệnh hoạn và những người không giúp được việc đi ra khỏi trại trước, để cho mấy người này tránh khỏi thương vong. Trong lúc chúng ta hành động, có đề nghị gì không? Tốt nhất là đào đường hầm cho họ đi. Bây giờ mới đào, có muộn không vậy? Tất nhiên là con đường hầm đào lúc trước đã bị tụi Nhật lấp lại rồi. Nếu tôi biết ai tiết lộ việc này, nó thần giết nó. Nào cho tôi à, anh làm gì vậy?
Đâu có gì, tôi thấy anh em đồng lòng với nhau tôi rất cảm động. Chúng ta đào tạo một đường hầm rồi, nếu có người tiếp tay sẽ nhanh chóng đào xong. Chúng tôi đi anh. Mộc Lan à, anh và anh Tâm đã quyết định, trong lúc chúng nó đang say mê dù chờ xem cùng biểu diễn, em đi hỏi thằng Tài cho biết mật mã, còn tụi anh sẽ đưa các tù binh tốt ra ngoài. À, cô Dương à, làm việc cậu tiếp đãi giùm ba vị phụ nhân của ba tên lĩnh. Dạ được. Ba vị tên lĩnh, để biết Dương đại đế quốc nhật bộ của chúng ta không bằng đã tù mình, tối nay trong phạm vi hội trường sẽ rút bỏ giới bị quân sự tất cả. Kiếm được thần tài chưa? Dạ chưa được. Mặt lệnh của thiên hoàng, hành sự với theo thiết thị. Xin mời ba vị phụ nhân. Chương trình tối nay là sẽ do tù binh biểu diễn, sân khấu này cũng do bọn họ làm việc đó. Xin mời, xin mời. Dạ, xin dạ, chào. Xin chào. Thế nào? Đang hành động. Quên không? Tình hình bên ngoài thế nào? Nó không có gì. Anh Tâm à, đã ra mấy người rồi? Mới bắt đầu thôi. Mau lên nha, tôi sợ không kịp đó. Tôi biết rồi, nhiều người quá sợ mất thời gian đó. Nè, mau lên đi, mau lên đi. Mẹ kiếp! Đừng đánh tôi, là tôi đây, đừng đánh nha, đừng đánh. Sao kỳ vậy, sao đừng giỡn chơi nữa hả? Đâu phải, tôi định ăn cắp hai chai rượu, chờ hành động mình xong á, uống chung mừng đó. Làm gì là không làm, vậy là tỉnh nhiệm vậy. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Mộc Lan à, chuyện gì vậy? Có biến đổi. Mộc Lan à, chuyện gì vậy? Có biến đổi. Tam hữu quan đồng đã tới, kế hoạch có thể biến đổi. Cẩn thận hành động. Nhìn sau đây. Đại đế quốc Nhật Bản chúng ta là dân tộc ưu tú nhất, là con của vị thần Thái Dương. Thần Thái Dương đẹp trách nhiệm thống trị thế giới trao cho chúng ta. Chúng ta phải được thành công, không được thất bại. Tối nay dạ hội của trại 732 bắt đầu từ nửa đêm 12 giờ. Phải giết cho sạch những người trong trại, không sót một ai. Đây là mật lệnh của thiên hoàng. Dạ. Nè, tôi lộn mẹ nghe hả? Cẩn thận nha. Cẩn thận nha. Nè, lên giường tao đâu? Chạy đi. Chạy đi, cấm địa, không vô được đâu. Mẹ ơi! Nè, làm cái gì hả? Đánh lại vậy hả? Ở trong có người không? Không có. Dạy đi hả? Các người làm gì? Thầy áo. Thầy áo mà. Đi đây. Đi ra. Các người làm gì vậy? Mày làm gì ở đây? Thay quần áo. Tránh ra, tránh qua một bên. Chết rồi. Lần này chết rồi. Chuyện gì? Báo cáo, tôi được nói là mấy người tù binh này không được biểu diễn, ông sẽ giết chết tôi đó. Ra ngoài đi. Dạ. Mau thay áo ra biểu diễn. Nè, anh Sâm. Tôi thấy bên ngoài có cả đám lính Nhật. Họ nói sẽ giết tất cả người trong trại mình. Thế nào? Nè, mình phải hành động trước giờ. Bọn lính ở ngoài anh giải quyết đi. Tạm biệt nha, chạy mau đi. Cẩn thận nha hả? Cẩn thận nha. Tạm biệt.
Quý anh không? Có mấy thằng lính Nhật kia tính sau đây hả? Anh đi trộm vào sân nha. Cách tránh tụi nó. Được. Giải quyết phần trên trội cành. Đỡ tôi với. Đừng đáng mà. Chuyện gì? Hành động trước giờ. Chuyện gì? Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Các anh theo tôi. Kêu Thảo Ngọc Lan đi lấy thần tài sớm chút đi. Coi chừng nha. Anh, làm chị bên giỏ đi. Không thật được chứ được chưa? Thủ trưởng à, tôi thấy hơi đau dạ dày, cho tôi ra nghỉ một lát. Cần tôi đi theo cô không? Dạ khỏi, tôi lấy thuốc được rồi. Cô đã tặng chút nha. Chết hết rồi. Bỏ theo quần áo đi. Nè 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 anh Sam à, bây giờ tính sao đây? Tấm hiệp tụi mình chạy rồi hả? Nè tấm hiệp tụi mình chạy trốn rồi hả? Đừng có lại nhảy nữa, thay quần áo đi. Mình còn phải đi diễn nữa đó. Không chạy, không chạy, 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 chạy. Sao các anh tệ quá vậy, cho người khác chạy trước đi. Đừng có cản nữa, thay quần áo đi mà. Thôi chạy, thay quần áo đi nhanh lên. Tôi vô bộ tư lệnh, các cô đối phó gia thằng lính canh trước đi nha, mau đi. Tất cả đứng lên, mở lên, mở lên, mở lên, mở lên. Ủa, khu ra quay đâu? Nè, sao anh chậm vậy? Rồi thì phải bỏ chậm chứ. Chúng tôi thật là lạc quan, sắp chết rồi chứ còn chơi được ha. Tôi đánh gì cởi? Ê mau đi, tôi kêu cô rồi đó, lẹ lên. Biểu diễn trước tiên là con rùa này. Con rùa ngã ngửa, ngã đi. Wow, nó ngã ngửa như là chớp nhoáng vậy. Giỏi lắm. Tiếp theo là con cọp kêu kìa. Kêu tôi à? Qua đây. Chuyện gì vậy? Quỳ xuống đi. Tôi là gà trống mà. Ê, chỉ gọi bằng miệng, đừng có dùng tới tay. Tại đi. Dạ, tư lệnh. Bà gái mày đâu rồi? Nó đau bụng, ra ngoài rồi. Để tôi đi kiếm nó về. Thầm tài, mật mã của ngân hàng là cái gì? Nói mau đi. Nói mau lên. Không chịu nói tôi mổ bụng ra bây giờ. Giết tôi đi, đem con ngon lắm. Không ngờ mày cũng bán nước làm hăng gian nữa. Con chưa dùng ám hiệu hỏi tôi. Giang Lý Trường thành Giang Lý Trường. Đồng tâm hiệp lực đắp non sông, tuổi bạc mây đen. Nói đi, sao đang nói lại nín gì nè? Nói đi, nói đi. Không nói nè đâu. Có không, thằng Nhật đang đi vô kìa. Thì nó con chim này là thần tài. Đứng im, con không lấy được con anh võ đâu. Không cho tôi lấy hả? Ông tưởng ông là cái gì? Nếu con lấy nó đi, tôi sẽ mất mặt thôi. Ông cứ nghĩ đến thể diện của ông. Bộ tánh mạng của tôi không đáng giá sao? Vừa lầm chưa? Ai cũng không lấy được thần tài rồi đó. Đừng gạt tôi nữa. Dễ dàng người tôi giết chết vậy à? Cả đời không có con nào là thần tài đâu. Xin lỗi nha. Cẩn thận. À.
người là ai? Nè, là tôi đây. Anh làm tôi sợ muốn chết luôn nè. Đừng nói nhiều nữa. Lấy thằng Tài được chưa? Lấy được rồi. Vậy chạy đi. Vậy còn anh Hùng ở đâu? Cứ nghĩ tới thằng tình của cô hoài. Tụi mình giải quyết nha. Có bạn gái thì tốt rồi. Đi được chưa? Có gì muốn nói với nó đi. Nghe tên tuổi mày lâu rồi. Chúng tao là năm vị sư tổ Thiếu Lâm đây. Bây giờ đây chúng ta chơi quyền thiên cầm bách thú, đã thất truyền 1000 năm của Thiếu Lâm tự cho mày được sáng mắt một lần nha hả? Đại sư Vinh, nói đi. Gà ướp muối kim bày của khách gia. Sao ta chịu là vừa? Giang môn đó một chỗ trà thơ. Rùa kiếm tiền tránh công bắt kinh. Còn nữa, 450 triệu nhân quyền của Trung Quốc. Đúng vậy, nhân quyền. Bao gì nó? Dạ. Bơm bơm như bơm bài. Chuyển xuyên cầm bá thú Đông Phương Thiền Phong chuyển. Xuống dưới mau đi. Đứng im. Đâu dễ dàng gì chạy được. Mày cái túi đó, để em qua đây. Qua đây cái gì? Who are you? Cái lẽ. Sao hả? Bây giờ sao? Bây giờ mày đi đi nha. Đi đi đi. Xa chuẩn vô thằng. Thằng này khó đối phó, để cho anh đó. Muốn cắm sừng lên đầu hả? Mình hết rồi, sắm đổ rồi đó. Tụi sắm đâu? Ở ngoài kìa, tất cả ở ngoài chờ anh đó. Nhanh lên. Thảo Ngọc Lan, tụi em ở đâu đây? Thảo Ngọc Lan. Ơ, tụi em ở đây kìa. Anh Sơn à, ông xe đi.
con xe đi nha. Con xe, nè nè nè. Ai, chạy lên, chạy lên hả? Chạy lên. Lan, phải không vậy hả? Ai, chạy, anh dở em quá đi. Chạy lên. Nè, nè lên, chạy lên xe đi hả? Chạy lên đi. Chạy lên, chạy lên, chạy lên. Nè, thằng Tài đâu? Thì ở trong này nè. Nó rồi, mãi cho biết đi. Được rồi, thế các người cập nhật như vậy, để tôi lấy các người nha nha. Dạng lý trường thành dạng lý trường, đồng tâm hợp lực đắp nông sông, tội bạc mai đen từ rạng sáng, sau dây chân trúc kiểm giam sang, mặt mã tao nói hết rồi, mà đi lấy tiền của nước đi. Hay quá, 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 hay qu